Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinga Vlog. Thưa quý vị và các bạn, là hôm nay thì Vinga sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái video nói về bốn cái cách để các bạn có thể đuổi sạch hoặc diệt sạch bọ trĩ ở trong vườn hoa hồng của các bạn. Thì thưa các bạn, là ở vườn của Vinga thì nói là đẹp thì nó không phải là đẹp được như các nhà vườn người ta chăm sóc. Thế nhưng mà bọ trĩ nhẹ thì gần như không bao giờ có, 2 năm nay đã không còn có ở trong vườn của Vinga nữa. Bởi Vinga thực hiện những cái cách sau đây thì Vinga sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn xem video mà cảm thấy hay và ý nghĩa thì đừng tiếc Vinga một nút like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinga. Và cũng đừng quên nhấn chuông để theo dõi thêm những video Vinga sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thưa các bạn, là cái tháng 8 vừa rồi thì thực sự là Vinga ốm đau bệnh tật suốt, nó bị đau dây thần kinh, cho nên là ngay kể cả cái vườn cỏ đợt này Vinga cũng không làm được, nó hơi nhiều cỏ đấy. Thế nhưng mà riêng bọ trĩ thì không có, nhện đỏ không có các bạn nhé. Thế thì Vinga làm như thế nào? Bây giờ Vinga sẽ chia sẻ với các bạn đầu tiên. Thì cái cách đầu tiên vẫn là cái cách thông dụng nhất các bạn nhé. Cái cách đầu tiên vẫn là cái cách thông dụng nhất, đó là các bạn dùng thuốc để phun. Thế nhưng mà Vinga thì đã từ lâu rồi không sử dụng thuốc nữa. Nhưng Vinga muốn chia sẻ đến các bạn để các bạn có thể tùy theo cái trường hợp mỗi một gia đình, mỗi một bạn, một người chơi có thể áp dụng cho mình theo một cái cách nào đó đều đặn để cho cái cây hoa hồng của các bạn nó không có nhện đỏ và bọ trĩ nữa. Thì thưa các bạn, là cái cách đầu tiên, cách thứ nhất là phun thuốc. Thì các bạn trồng hoa thì thường thường là chủ yếu những người trồng hoa chơi như Vinga thì các bạn thường là trồng hoa ở gần nhà, xung quanh nhà mình. Thì các bạn nhớ cho Vinga là chọn những loại thuốc có cái mác xanh, ví dụ như Radian. Có rất nhiều các loại thuốc bảo vệ thực vật có thể phun được bọ trĩ, nhện đỏ. Thế nhưng các bạn chọn những dòng thuốc có cái mác xanh các bạn nhé. Có cái mác xanh là xanh nhạt ấy, thì là nó là cái loại thuốc sinh học có cái độc tố ảnh hưởng đến con người thấp nhất để sử dụng là tốt nhất. Thế thì khi các bạn kiểm tra ở trong vườn mà phải nhìn thấy bọ trĩ các bạn nhé, phải nhìn thấy bọ trĩ, chứ đừng có thấy là hoa nó méo một chút hoặc là ngọn nó rụt một chút thì bảo là bọ trĩ. Các bạn phải kiểm tra được cái bọ trĩ. Muốn kiểm tra được bọ trĩ là như thế nào thì các bạn kiểm tra những cái nụ sắp nở hoặc là những cái hoa mới nở ra. Các bạn vạch ở trong đó ra mà thấy con bọ trĩ nó bò ở trong đó, li ti li ti nó bò ở trong đó thì đó mới là bọ trĩ. Còn nếu các bạn vạch ra mà không có, không hoàn toàn không có thì đó không phải là bọ trĩ, thì nó là một cái loại bệnh khác. Thì cái như thế thì các bạn có phun thuốc nó cũng không khỏi các bạn nhé. Cho nên là các bạn phải lưu ý cái chỗ là có bọ trĩ và không bọ trĩ. Nếu có bọ trĩ thì các bạn có thể là phun thuốc, thì chọn những cái dòng thuốc có cái mác màu xanh nhạt để phun cho nó đỡ ảnh hưởng đến cái sức khỏe con người nhất. Và cái cách phun thuốc là gì? Các bạn phải phun cho Vinga trước khi phun ấy. Trước khi phun thuốc thì các bạn cắt tỉa bớt hoa nụ các thứ đi, để cho cái cây nó thoáng và nó bớt cái chỗ trú. Và những cái hoa nụ mà các bạn cắt đó thì các bạn bỏ vào trong một cái túi ni lông, các bạn mang đi tiêu hủy ở chỗ khác hoặc đốt nó đi để cho cái con bọ trĩ nó không lây lan ra cái cây khác nữa. Thì sau khi đó thì các bạn phun thuốc, và các bạn phun cho Vinga là gì? Các bạn nhớ Vinga hôm nay thì Vinga ở vườn không có bọ trĩ cho nên không thể cầm cái mà bình phun để mà hướng dẫn các bạn cụ thể, mà chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm mà Vinga làm. Thì các bạn cắt tỉa xong đúng không ạ? Các bạn phun thuốc thì các bạn nhớ là các bạn phun cho Vinga đủ 3 chiều. Tức là gì? Ở trên xuống đúng không ạ? Ở trên xuống này. Đấy. Ví dụ như là các bạn phun là ở trên xuống các bạn nhé. Ở phía trên này này. Xuống cái ngọn. Rồi ở phía ngang này phun vào đúng không ạ? Ở phía ngang này phun vào, và phía ngang bên kia phun vào, rồi ở dưới phun lên. Để đảm bảo là gì? Để đảm bảo là cái con bọ trĩ nó không có một chỗ nào trú, nó bò đến đâu gặp thuốc đó là nó sẽ một là chết, hai là bỏ đi. Đó là cái cách phun thuốc hiệu quả nhất. Và sau khi phun ngày thứ nhất thì các bạn phun cách 2 ngày sau, các bạn phun thêm một lần là lần thứ hai. Và một tuần sau thì các bạn phun thêm một lần nữa là lần thứ ba. Các bạn phun 3 lần như vậy. Và nếu như vẫn còn thì các bạn có thể phun nhắc lại sau một tuần
để đảm bảo là cái vườn của bạn nó sạch bọ trĩ, để cho cái cây của bạn phát triển đẹp. Đó là cái đầu tiên, cái cách đầu tiên để các bạn phun bọ trĩ trong vườn hoa hồng của bạn. Cái cách thứ hai là gì? Các bạn sử dụng các cái yếu tố sinh học, ví dụ như là gừng, tỏi, ớt đấy bạn nhá, hoặc là tàn thuốc lá ngâm tỏi. Đó là hai cái mà nếu các bạn phun ấy, thì nó hơi có mùi một chút. Thế nhưng Vinh Gà đảm bảo với các bạn là nếu các bạn phun á, nếu khi phát hiện cái vườn nó có, các bạn cắt tỉa xong đúng không ạ, các bạn cứ khoảng 7 giờ tối các bạn phun, ngày nào cũng thế, các bạn phun cho Vinh Gà một tuần như vậy, các bạn kiểm tra trong vườn xem còn không, là Vinh Gà đảm bảo các bạn hết. Và đặc biệt nếu cái phương pháp này, cái phương pháp thứ hai này mà các bạn phun thì các bạn làm nó còn tránh được là con sâu này, sâu ăn lá đúng không ạ, và con bọ cánh cứng, mà rất nhiều các bạn mà gọi là con bọ xén hay là con ruồi vàng nó rạch những cái cành non của các bạn đấy, là các bạn có thể đuổi được cả những cái con đó. Đó là cái mà rất tốt cho cái vườn của các bạn, mà lại bảo vệ được thêm là ví dụ như là sâu và cái con bọ cánh cứng ăn lá cây hoa hồng. Và mùa này thì sẽ rất nhiều con bọ cánh cứng ăn lá các bạn nhé. Nếu mà các bạn mà làm được thì các bạn làm như vậy thì sẽ rất là tốt. Thế thì sẽ có rất nhiều người hỏi Vinh Gà là làm cái lượng như thế nào. Thì các bạn có thể là cái cách mà trị sinh học này nó chủ yếu trị bằng mùi vị. Đấy đúng không? Mùi vị và cái ví dụ như là ớt thì nó làm cay này đúng không? Tỏi thì nó có mùi này. Và nếu như con sâu nó ăn vào thì nó bị sình ruột, là nó đau bụng, nó khó chịu, hoặc là nó gặp những cái vấn đề về tiêu hóa thì nó sẽ bỏ đi, nó không ăn của bạn nữa, hoặc là nó đau bụng quá, hoặc nó không ăn được nữa, nó đói thì nó chết. Đó là cái cách như thế, chứ còn không cần phải tính đến cái liều lượng nhiều quá, các bạn không cần nhiều, cứ có mùi vị là được, các bạn để cho nó bay đi. Còn hoặc cái tàn thuốc lá tỏi như thế, các bạn lấy 10-15 cái tàn thuốc lá, các bạn cho vào trong một cái bình nước, các bạn ngâm dập cho 1-2 nhánh tỏi vào nữa, các bạn ngâm trong vòng khoảng 15-20 phút hoặc nửa tiếng gì đó, các bạn phun. Và sau khi đó các bạn có thể là đổ nước vào, các bạn ngâm thêm một lần nữa, các bạn để rồi hôm sau các bạn lại lọc, các bạn phun cho cái vườn những cái cây hồng của bạn, thì đảm bảo là nó sẽ sạch bọ trĩ cho các bạn trong vòng 1-2 tuần là cái vườn của bạn sẽ sạch bọ trĩ, không sâu ăn lá, không bọ cánh cứng. Đấy các bạn nhé, đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là các bạn có thể dùng nước để phun. Các bạn nhé, các bạn dùng nước để phun. Các bạn ngồi cầm cái vòi nước có áp lực vừa phải, tức là gì? Nó đủ để văng bớt đi những cái con bọ trĩ, những cái con sâu ở trên lá. Nhưng đừng mạnh quá, nó làm dập mầm non của cây. Các bạn nhớ cho mình cả như vậy. Và các bạn phun với một cái góc là 45 độ. Ngày nào khi buổi chiều tối đến các bạn cũng phun như vậy. Các bạn nhé, buổi chiều tối ngày nào các bạn cũng phun như vậy. Các bạn chỉ phun thế thôi, các bạn không cần tưới ở dưới gốc. Đúng không ạ? Các bạn phun như vậy nó bị rơi xuống dần dần, nó cũng sẽ làm sạch. Và đặc biệt cái cách mà phun nước này thì nó làm cho cái cây hoa hồng của bạn là được cái, những cái gì? Thứ nhất là bọ trĩ nhện, rồi là sâu ăn lá có thể bị văng bớt đi, rơi xuống đất. Rồi nhiều lần như thế nó chán, nó không ngấy nữa, nó không ăn hoa hồng của bạn nữa. Và ngày nào các bạn làm như vậy thì nó không yên ổn, nó cũng như chúng ta trong cái cuộc sống chúng ta mà không yên ổn, ở một chỗ nào đó không yên ổn, suốt ngày bị người ta quậy phá thì sẽ bỏ đi chỗ khác. Đó là cái cách chúng ta đánh vào cái tập tính của cái con bọ trĩ hoặc con sâu hoặc là nhện đỏ. Đấy các bạn nhé. Thế thì đồng thời khi các bạn phun nước như vậy thì các bạn sẽ rửa được cái bụi bặm trên lá cây. Nó sẽ làm cho cái cây của bạn nó ít bị những cái bệnh trên lá, ví dụ như nấm kiểu các thứ đó. Đó là cái cách, cái lợi của các bạn phun nước. Đấy là cách thứ ba mà các bạn có thể làm. Và các bạn làm đều đặn như vậy thì các bạn không cần phun một loại thuốc gì nữa. Cái cách này các bạn không cần phun một loại thuốc gì nữa thì cái vườn của bạn nó cũng sẽ không có nhện đỏ, bọ trĩ hoặc là các cái vấn đề mà như là nấm lá hay là bụi bặm ở trên cành, trên hoa. Đấy, đấy là cái cách như vậy. Cái cách cuối cùng là cái cách thứ tư trong ngày hôm nay là gì? Các bạn mùa nào thì sẽ có những cái cơn mưa, các bạn nhớ không ạ? Cứ sau cơn mưa một cái, đúng không ạ? Hoặc là trời vẫn còn đang mưa lâm thâm nhỏ thì con bọ trĩ hoặc con nhện đỏ nó sẽ đem nó trú ở dưới những cái, trong những cái hoa, những cái lá, đặc biệt là con bọ trĩ. Nó bò rất là nhanh thì khi nó
trú ở trong những cái hoa, những cái nụ hoa, thì các bạn có thể là đem kéo ra, các bạn cắt hết những cái hoa đó cho vào túi ni lông đem tiêu hủy. Và những cái nụ mà nó chưa nở thì các bạn lại để lại một hai ngày sau. Nếu nó không mưa nữa, các bạn cầm vòi nước, các bạn xịt cho một trận lên, xong các bạn cắt tiếp một lần nữa. Các bạn làm như vậy cho vinh gà khoảng 3 đến 4 lần thì đảm bảo với các bạn cái vườn của bạn nó sẽ sạch bọ trĩ luôn. Đó là những cái cách mà vinh gà luôn áp dụng trong cái vườn nhà mình. Và thực sự cho đến giờ phút này thì khoảng 2 năm rồi, vườn nhà vinh gà không có nhện đỏ bọ trĩ nữa. Tuy rằng khi vinh gà trồng thì là cái để trồng chơi như thế này, trong chậu nhỏ như thế này thì không thể nào mà đẹp bằng nhà vườn người ta chuyên trồng hoặc người ta sử dụng các loại phân đắt tiền. Còn vinh gà thì chỉ sử dụng có mỗi phân gà và phân NPK, chủ yếu là hai loại đó. Còn những cái loại khác là chỉ phục vụ vào cái khoảng giai đoạn mà vinh gà chăm hoa để chơi vào Tết thì vinh gà mới sử dụng các cái loại phân bón khác, nó có thể là tốt hơn một chút. Thế còn khi mà vinh gà chia sẻ như thế này thì vinh gà biết là sẽ rất nhiều các bạn hỏi là tại sao bạn chia sẻ như vậy mà các nhà vườn không làm như vậy. Thì vinh gà chia sẻ những cái cách làm này cho những người trồng khoảng cỡ 20-30 cây cho đến dưới 100 cây trở lại. Còn những người mà trồng nhiều như người ta trồng vườn, người ta trồng hàng nghìn cây, hàng vạn cây đó, thì người ta không sử dụng được các cái cách ví dụ như là phun nước hay là phun gừng, tỏi, ớt hay là cắt hoa để diệt bọ trĩ như vinh gà vừa nói. Mà người ta chỉ sử dụng được cái duy nhất đầu tiên đó là gì? Sử dụng thuốc hóa học. Và các bạn biết là khi các bạn sử dụng các cái loại thuốc hóa học đó, đúng không ạ? Các bạn sử dụng các cái loại thuốc hóa học đó thì ở nhà vườn người ta trồng ở ngoài tít, ngoài đồng ấy, thì người ta có thể là người ta phun các cái dòng thuốc đó. Nhưng mà nếu về lâu về dài thì về cái vấn đề bảo vệ sức khỏe con người thì nó sẽ không tốt. Thế còn các bạn là nếu ở cái môi trường ở gần gia đình thì các bạn nên sử dụng ba cái phương pháp sau nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn cho cái không gian của gia đình như mình và bảo vệ được cái sức khỏe của gia đình. Chứ còn đã là thuốc các bạn nhá, dù là thuốc gì đi chăng nữa thì vẫn có độc tố đối với con người, ít hay nhiều. Vậy cho nên là vinh gà muốn chia sẻ đến quý vị các bạn để trả lời cho rất nhiều các anh chị, các cô chú đang hỏi vinh gà về cái vấn đề mà cách diệt bọ trĩ làm sao cho nó hiệu quả nhất, để cho mọi người có thể mà chia sẻ được, các bạn có thể chăm sóc được cho mình những cái vườn hoa hồng nó đẹp. Thì bây giờ vinh gà xin được tạm dừng cái video ở đây. Xin là chúc quý vị và các bạn thành công trong cái việc là loại trừ cái bọ trĩ hay là nhện đỏ, sâu cuốn ăn lá hay là bọ cánh cứng ra khỏi vườn nhà mình bằng những cái cách tự nhiên nhất và có được những cây hoa hồng đẹp để cho vinh gà được ngắm ké mỗi khi mọi người chia sẻ lên trên Facebook. Chúc mọi người, chúc tất cả quý vị và các bạn, các cô chú anh chị luôn theo dõi vinh gà một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc các bạn nhé. Đây các bạn thấy là ở cái vườn của vinh gà đây đó, không có bọ trĩ đâu các bạn nhé. Vinh gà nói như vậy, đây các bạn nhìn là lá căng đét các bạn nhé, không có bọ trĩ. Đây ngay kể cả những cây hoa hồng đang kém đang lên lại cũng không có bọ trĩ các bạn nhé. Hôm qua nó mưa thì nó hoa nó dập này, hoa nó bị dập này các bạn này. Đấy nó bị dập mất ở đằng sau này, nó đang rụng này đó, còn bọ trĩ thì không có đâu các bạn nhé. Nó đang phát triển lại sau cái lần cắt tỉa. Thì các bạn nhìn thấy là hoa đó, các bạn nhìn thấy hoa là đã rất nhiều rồi. Ở đây đó, không còn ít hoa như hôm trước nữa đâu, và lá cũng đang rất là dày lên rồi. Cho nên là các bạn cứ áp dụng những cái cách mà vinh gà chia sẻ để các bạn có thể là trồng được những cho mình những cái vườn hoa đẹp các bạn nhá. Nhớ hãy áp dụng những cái cách mà vinh gà chia sẻ để làm sạch bọ trĩ trong vườn nhà mình, có những cái vườn hoa hồng đẹp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc.